Kính chào quý vị khán giả của Audio Hà Nội TV. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Trọng Đạt, chuyên viên kỹ thuật của Audio Hà Nội. Thưa quý vị, hôm nay tôi mời quý vị cùng tôi khám phá một sản phẩm của Hegel đến từ Na Uy. Hegel Audio có rất nhiều sản phẩm, nhưng hôm nay tôi mời quý vị cùng tôi khám phá sản phẩm là Hegel 390. Đây là một Amply Integrated. Tại sao tôi lại giới thiệu với quý vị cái dòng sản phẩm này? Bởi đây là một amplifier có công suất là 250W một kênh và được thiết kế rất là, tôi phải nói là rất là chặt chẽ. Thì về cái triết lý đó là Hegel luôn luôn muốn mong muốn mang đến một âm thanh cực kỳ tự nhiên, ta gọi là natural of sound, và đồng thời là muốn đưa những cái công nghệ để phục vụ cho những người có một lối sống hoặc là có một cái sinh hoạt vội vã, tức là tôi muốn nói đến một cái cách sống hiện đại. Đây cũng không phải là một phân khúc tầm trung, cho nên bản thân cái thiết kế của Hegel áp dụng rất nhiều cái công nghệ mà Hegel phát triển, ví dụ như mạch South State 2. Đây là một cái mạch ấy là được cung cấp độc quyền, được sản xuất độc quyền và được thiết kế độc quyền bởi Hegel. Về cái mạch này ấy, tại sao nó lại khác? Đó là vì nó là một cái mạch kiểm soát. Khi mà có tín hiệu đầu vào sẽ được một máy tính kiểm soát, so sánh để lấy cái tín hiệu đầu ra là có âm thanh hoàn toàn tự nhiên và không bị trễ. Đồng thời Hegel 390 còn cung cấp cho quý vị là một cái kỹ thuật số, giải mã kỹ thuật số ở bên trong, tức là một cái DAC. Và cái này là cái phần DAC này có thể là kết nối AirPlay, UPN, UPNP, streaming, có thể nghe được Spotify, và đặc biệt là có thể xử lý những định dạng như DSD hoặc MQA. Thì thưa quý vị, tôi giới thiệu tổng thể chức năng của Hegel 390 như vậy, nhưng điều mà tôi muốn mang đến cho quý vị hôm nay đó là chúng ta cùng nhau khám phá những thành phần, yếu tố, những linh kiện đã làm nên Amply Hegel 390 này. Mời quý vị cùng tôi. Thưa quý vị, tôi đã mở máy. Và bây giờ chúng ta, trên màn hình của quý vị, chúng ta đã thấy là phía bên trong của Amply Hegel 390. Model 390 này, quý vị nhìn thấy là khi nói đến Amply, chúng ta sẽ xét bắt đầu từ phần nguồn. Thì đây là jack cắm nguồn và sẽ đi đến một cái bo, gọi là bo nguồn standby. Bo này là bo điều khiển nguồn standby. Thì như quý vị nhìn thấy đây, đã được thiết kế riêng. Và đây có hai biến áp toroidal nhỏ để dùng cho là gì? Thứ nhất là cung cấp nguồn cho phần standby, và thứ hai nữa là một biến áp nữa là cung cấp nguồn cho phần bo xử lý kỹ thuật số. Sau khi ta bật công tắc chuyển sang chế độ hoạt động, tức là turn on, thì sẽ được đóng điện vào một biến áp toroidal lớn. Quý vị nhìn thấy trên hình đây là một biến áp toroidal lớn. Biến áp này có nhiệm vụ là cung cấp điện áp cho phần mạch khuếch đại South State 2, đồng thời là cấp điện áp cho phần công suất. Điểm đặc biệt của Hegel 390 đó là thiết kế phần công suất là dạng dual monoblock. Nghĩa là sao? Nghĩa là này, là phần nguồn cung cấp cho từng kênh và từng kênh khuếch đại được thiết kế riêng biệt, bao gồm kể cả phần South State 2 cho đến phần khuếch đại công suất
đều được thiết kế theo dạng dual monoblock. Và quý vị nhìn thấy điện áp cấp cho phần công suất được của mỗi một kênh ấy thì được nắn lọc bởi bốn tụ lọc nguồn rất lớn, được Hegel đặt hàng riêng. Thế và như quý vị thấy ở đây thì điện áp từ sau khi được nắn lọc qua bốn cái lọc nguồn lớn này, tụ lọc nguồn lớn này do Hegel đặt hàng này riêng biệt, thì quý vị thấy là điện áp sẽ được cấp cho phần công suất, cấp cho phần bo sound state, tín hiệu thưa quý vị, tín hiệu được đi vào qua cổng ba lăng, cổng RCA, thì được đưa đến, tức là qua mạch selector thì đưa được vào cái mạch sound state 2, là một mạch mà khuếch đại so sánh, và đưa tín hiệu sau khi ra khỏi cái mạch sound state 2 này thì sẽ được đưa sang phần khuếch đại công suất. Và ở đây chúng ta thấy là với công suất 250W thì âm ly Hegel model 390 này được dùng là 4 cặp sò của hãng Toshiba, và tôi nhìn thấy đây đó là sò cặp transistor 2SC, là cặp 2SC 5949, 5949, và bổ phụ với nó là 2SA 2121. Đây là một cặp công suất bipolar, tức là transistor bipolar của hãng Toshiba thiết kế và Hegel đặt hàng. Thì với 4 cặp transistor, tức là mỗi một vế này sẽ sử dụng 8 transistor của hãng Toshiba, thì cho công suất là 250W một kênh. Và điểm mà nhiều hãng thiết kế rất thích sử dụng transistor bipolar đó là có một cái âm thanh rất là ấm áp, và cho một cái công suất lớn, nhưng điểm yếu của nó sẽ rất dễ bị trôi nhiệt. Vì thế cho nên là Hegel cũng như dẫu cũng như là nhiều cái hãng sản xuất âm ly khác đã sử dụng cho mình ý, là một cái tỏa nhiệt rất là to và được đặt rất là thông thoáng, tiếp xúc với không khí rất là thông thoáng để cho dẫn đến cái là tỏa nhiệt nhanh và không bị trôi nhiệt. Đó. Thế ở đây tôi còn nói thêm đó là chúng ta nhìn thấy đây có một cái bo, chính là trên cái bo này là chúng ta sẽ thấy được rằng đây là chính là cái phần bo xử lý DAC, thì có cả bo để mà cho chúng ta kết nối AirPlay, đồng thời có một cái giao diện để mà chúng ta kết nối bằng cái jack RJ45 là để kết nối UPnP, tức là để mà ta nghe những nhạc streaming từ Spotify hoặc là các nhà cung cấp mạng khác. Thì Hegel 390 luôn luôn cập nhật phần mềm và luôn luôn hỗ trợ các giao diện như là IP Control hoặc là Control 4. Đấy là một trong những giao diện để chúng ta có thể là kết nối và streaming cho nó được dễ dàng. Thì đây là những cái mà thành phần đã cấu tạo nên trên cái âm ly Hegel 390 này, và tôi rất hân hạnh được giới thiệu cùng với quý vị hôm nay. Tôi xin khởi động máy để quý vị có thể nhìn được cái phần hiển thị rất là dễ dàng ở trên Hegel 390. Đó là một màn hình lớn, có các chức năng chuyển cũng hiển thị trên màn hình, như là chuyển là chức năng ngõ chọn ngõ vào analog. Thì Hegel 390 có chọn cái đường analog đầu vào ấy là có một cặp cân bằng XLR, và ngõ analog có chọn ngõ vào digital đồng trục là jack BNC, rồi thì jack đồng trục dạng RCA, rồi thì chúng ta thấy là chọn được ngõ vào là quang. Đây là điều rất là thích hợp để cho những ai mà muốn cải thiện chất lượng âm thanh từ TV smart của mình. Có ngõ vào chọn USB, đây là một cái phần mà
xử lý để cho quý vị thích hợp cho quý vị mà muốn nghe nhạc từ laptop hoặc là PC hoặc là những thiết bị khác. Có điều chúng ta nhìn thấy ở đây đó là ngõ chọn network. Đây chính là ngõ mà kết nối cùng với lại jack RJ45 đối với lại mạng network của quý vị để chúng ta có thể nghe nhạc từ những nhà cung cấp nhạc trực tuyến, ví dụ như là Spotify hoặc các nhà cung cấp mạng khác. Đấy, thì thưa quý vị, thế còn bên này là chúng ta nhìn thấy là chức năng là chuyển hiển thị volume. Thì thưa quý vị, đây là phía đằng mặt trước và chúng ta thấy được rằng là có hai núm, là thứ nhất là chọn chức năng và volume, đồng thời là một cái thiết kế rất là gọn nhẹ. Bây giờ tôi và quý vị khám phá phía đằng sau những cái kết nối cùng với lại những cái building port speaker, tức là cọc loa. Thưa quý vị, tôi xin giới thiệu là phía sau của cái âm ly Hegel model 390 thì đây như quý vị nhìn thấy đó là cái ngõ đầu vào, tức là jack cắm nguồn, ổ cắm nguồn. Thì tiếp theo là quý vị nhìn thấy hai bên được thiết kế theo dạng dual monoblock, đó là building port cho kênh trái và kênh phải, tức là cọc loa dành cho kênh trái kênh phải, và nó rất là thích hợp với lại kể cả là dạng cọc loa dạng là bắp chuối hoặc là càng cua. Và cọc loa này đều được thiết kế rất là chắc chắn, to khỏe, chịu được những cái cáp loa có trọng lượng mà của cái cáp là nó nặng thì sẽ cũng là rất là an toàn cho cái phần cọc loa này. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy ngõ đầu vào dành cho cái việc kết nối cân bằng, tức là ba lăng XLR. Bên đây ta sẽ nhìn thấy có hai ngõ vào chọn theo là cho RCA analog 1, analog 2. Ở đây chúng ta nhìn thấy là có ngõ chọn đầu vào ở cho phần digital dạng đồng trục BNC, dạng RCA Coaxial hoặc là optical Toslink, để cho chúng ta có những có ba kết nối optical 1, 2, 3, có kết nối USB tip B để dành cho việc nghe nhạc từ laptop PC, có kết nối RJ45 để cho quý vị sử dụng với mục đích là stream nghe nhạc online. Thì Hegel 390 còn cung cấp một đầu ra kỹ thuật số dạng đồng trục là BNC để cho quý vị có thể kết nối cùng với DAC ngoài hoặc là với một cái DAC ở những cái phòng khác, tương room 2. Ngoài ra thì ta ở đây ta thấy là sẽ có những cái đường kết nối giống như một cái preamp để kết nối với lại những phần công suất khác. Thì ở đây có hai ngõ, đó là gì? Đó là có thể kết nối cùng với một cái power, repower, tức preamp cộng với power. Thì cái đường này là cái đường fix, thì chúng ta sẽ chuyển cái tín hiệu to nhỏ ở trên cái preamp mà chúng ta cần kết nối. Và có một cái ngõ nữa là một dạng là điều chỉnh, tức là biến cái Hegel 390 này là thành một cái preamp và điều khiển cùng với lại một cái power nữa để cho dành cho mục đích đánh cái công suất lớn hơn hoặc là cho một những cái mục đích khác mà quý vị cần thiết. Có nghĩa tôi thấy rằng về phần ngõ vào và ngõ ra của Hegel 390 rất là phù hợp, thích nghi với lại mọi cái nhu cầu và mục đích mở rộng của quý vị. Kính thưa quý vị khán giả của Audio Hà Nội TV, tôi cùng với quý vị chúng ta vừa khám phá cái sản phẩm Hegel model 390 đến từ Hegel Audio Naui. Thì thưa quý vị, gần đây chúng tôi có nhận được một số câu hỏi và một số yêu cầu là được khám phá những thiết bị âm thanh high-end và những thành phần cấu tạo, những linh kiện để xây dựng nên những cái thiết bị âm thanh high-end như vậy. Thì Audio Hà Nội kết hợp với Audio Hà Nội TV có đáp ứng cái nhu cầu đó và chúng tôi mở những chuyên mục là khám phá những thiết bị âm thanh high-end. Thì qua cái sản phẩm này, chúng tôi hy vọng mang đến cho quý vị một cái nhìn, một cái sự khám phá đối với những thiết bị audio, và hy vọng có được sự mến mộ của quý vị.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn quý vị trong các video tiếp theo.